Yo, linh thú nào, triệu hồi linh thú, mặc dù là mình reset cho em Chu Tước cái này. Nhưng thôi mình không chơi, mình chỉ lấy kỳ lân thôi, là quá đủ rồi các bạn nhá. Ok. Ôi dồi ôi, giam gì đây, kế mông à, kế mông thì chắc chắn là phải gần đứt đây. Hiện tại là mình đang có 1173 ngữ linh thạch thì mình sẽ phải reset thôi. 4 trên 5 lần rồi. Sắp ra được thêm em kỳ lân nữa rồi. Không biết là dòng có ngon hay không đây. Mấy lần trước em cùi qua các bạn ơi. Dòng cường hóa linh thú nhưng mà lại không cộng mới đau. Không phải nhỉ? Nãy giờ reset lại không ra luôn. Đúng đủ 20 lần hay sao đây? Hai này. Ôi ôi, toàn nghề. Ui, một lần. Ui, thanh long này. Nhưng mà thôi, bỏ đi các bạn ạ. Không có chơi được quái đâu. 5 trên 5. Wow. Reset lần nữa. Reset lần nữa là chắc chắn ra kỳ lân này. Ha. Đây đây, reset luôn các bạn ơi. Kỳ lân, kỳ lân. Thế thì phải múc thôi. Không biết em này là dòng gì đây. Ui nhưng nhìn lực nhờ. Kinh phết đấy các bạn ạ. Đấy. Ok là chưa, có một dòng cường hóa linh thú tím. Ồ ngon, được đấy chứ. Nâng cấp thử xem nào. Mở khóa game này đi, nhưng tất nhiên là mình sẽ cần phải cài lại nha các bạn nhá. Các bạn nào, đặc biệt các bạn tân thủ mới chơi thì phải lưu ý đến cái phần này. Chúng ta cần phải cài lại trước khi là chúng ta mang đi nâng sao nha các bạn. 207.000 à. Rồi đây 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 đây, em này thì có hai dòng cường hóa linh thú liền cơ. Được cái chứ nhỉ. À, nuốt chửng phát. Ok. Cường hóa linh thú rồi. Ui, lực chưa? Lực chiến cộng nhiều vãi luôn các bạn ơi. Wow. Ui. Cường hóa linh thú của mình, hai dòng cường hóa linh thú của mình đều được cộng luôn. Perfect. Nhưng mà chính ra chơi phải né, chơi suy yếu linh thú kiểu hợp lý hơn nhỉ, bởi vì phải né liên quan đến thủ nhiều hơn các bạn ạ. Công này thì nó cũng chưa hợp lý cho lắm, nhưng mà thôi kệ đi. Cứ vã mà chơi đi các bạn. Nâng cấp lại level cái đã. Ok, 21, 23, từ 56. 30 này. 40. Rồi, 40 lên 38,7%. Linh thủ 4 sao nó cũng khá bọt hơn đấy. À đúng rồi, ngày hôm nay thì có một cái lưu ý cực kỳ quan trọng mình muốn chia sẻ cho các bạn ở trong cái phần bảng quần hùng ấy. Thì hôm nay thì nó cũng easy thôi. Các bạn cố gắng là vào đây đánh hết tất cả những cái lượt mua mắc cái vé nha các bạn. Mua mắc vé để chơi luôn. Thì chúng ta sẽ có thể là đạt được top gọi là cao cao một tí. Mình sẽ đi đánh luôn nha. Đấy, mấy các bạn này thì đánh cực kỳ là dễ thôi. Ok này. À, mình khuyên các bạn là không nên reset nha các bạn. Reset thì các bạn mất tiên ngọc. Tuy nhiên là cái reset đấy nó không thể nào mà tìm cho các bạn một cái thứ hạng nó cao hơn được đâu. Nó chỉ được như vậy thôi. Loanh quanh 8.200 thì nó cũng chỉ loanh quanh như vậy. Chứ nó không được lên hạng 6.000 hay là 7.000, nó không có sự khác bòn nhiều. Nếu như mà chúng ta cứ dùng tiên ngọc để reset thì rất là lãng phí nha. Đấy. Ok này, múc các bạn này luôn này. Tiếp tục. Dã luôn. Các bạn đánh thì hiện tại ngày hôm nay thì chúng ta không cần quá quan tâm đến cái việc canh vào lúc 12 giờ để đánh. Nhưng bước sang ngày mai, tức là đêm nay ấy, 00 giờ sáng ngày mai, đêm nay rạng sáng ngày mai đấy các bạn, là các bạn phải canh vào cái bảng xếp hạng quần hùng để các bạn đánh. Thế lúc đấy các bạn mới đạt top cao được. Nếu như các bạn nhanh tay thì hoàn toàn là có thể lụm được cái top 1. Đấy, còn nếu không, tất nhiên là lực chiến những bạn nào mà cái chay chẳng hạn thì sẽ không đủ đạt được top 1 đâu, do là các bạn kia thì build khá là mạnh đúng không? Nhưng những bạn nào nạp vào đây ok la một chút chút ấy thì muốn lấy top 1 thì chỉ có cách đó thôi. Canh ở đúng 12 giờ. Đấy, mình thì mình chắc phải canh lúc 12 giờ để mình chơi chứ. Còn nếu không thì sẽ rất khó để đạt được top 1, do là mình biết mà. Server mình top toàn trong bang mình nên có gì mình phải lạ nữa. Nhưng bạn đấy thì lực chiến rất khủng, mình không thể nào mà cạnh tranh top 1 với bạn đấy. Bạn là một cách đường đường chính chính được, nên là phải chơi theo kiểu leo lúc 12 giờ. Ok. Cố lên nào. Đấy, đánh từ nãy đến giờ bắt đầu mới lên hạng 1.600 này các bạn ơi. Vạ luôn. Và chúng ta nhớ là mua mắc 10 cái vé kia để chơi luôn nha các bạn. Đừng có tiếc tiên ngọc ở trong cái phần này nha. Vâng, và ngày hôm nay là cũng là sự kiện cuối của cái rèn luyện tinh quái này rồi. Thì mình cũng sẽ phải tìm kiếm hết những con lại là phẩm cam để mình vứt tinh quái của mình vào làm nhiệm vụ. Hy vọng rằng là nó có thể đứng ở trong top 3. Top 3 là cũng được rồi, top 3 là mình sẽ có thể chọn thêm được một cái túi, cái dương gọi là tinh quái cam. Tinh quái cam thì mình cũng có cần thiết một em liễu đạo chân ấy. Làm đấy cũng rất là ok đối với bạn nào mà chơi phải né giống như mình nha.
Giờ đây là thôi, cố gắng top 3 vậy. Đã lỡ chơi rồi thì chơi cho tới luôn đi. Wow, top 1 mình thì cách xa nhiều điểm quá, không đú được vì bạn đấy nạp tiền tấn này. Ok này, tiếp tục reset, mình vẫn trung thành với cái chiến thuật đấy thôi. Cứ reset ra phẩm cam thì mình bắt đầu mới vứt một em à. Vứt một em. Đấy, bắt đầu lên hạng thứ 13 rồi. Cố lên, cố lên. Chiu. Ui dồi. Ui dồi, đây, 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 đây. Được hai em phẩm cam luôn thì nó mới bõ này. Ui, nhưng mà mình thấy là cái số lượng vé của mình gần hết rồi. Trong khi đó là số lượng tinh quái của mình còn khá khá nhiều. Đấy, mà các bạn có thể thấy là cái tầm 2 tiếng như vậy nó mới reset lại một cái vé đấy. Nếu bạn cân nhắc là trong cái khoảng thời gian một ngày thì nó cũng chỉ reset ở đâu đó chục vé thôi các bạn. Thì các bạn căn cứ vào số lượng tinh quái của các bạn nha. Ví dụ như các bạn cứ x1 mãi mà các bạn có tận 30 con mà bạn chỉ có 10 cái vé thôi, thì các bạn cứ x1 thì thành ra là các bạn còn thừa 20 con tinh quái nữa các bạn chưa cho vào, đúng không? Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải tính toán một tí. Chỗ này là cần phải đầu óc này các bạn này. Nên là tính toán cho nó khít khít một chút. Đấy, mấy con này thì mình cứ vứt x3 mà được. Bởi vì là số lượng vé của mình sắp hết rồi. Đấy, nói vậy là chắc các bạn sẽ hiểu thôi. Ok, về đơn giản thì ngày hôm nay nó cũng chỉ có như vậy nha các bạn. Không có gì nhiều. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và đừng quên là đăng ký kênh. Để có thể là cập nhật thêm những tập tiếp theo trong series nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.